Theo nhiều nghiên cứu, từ độ tuổi 25 trở đi, da bắt đầu có dấu hiệu lão hóa. Lúc này, da sẽ có những dấu hiệu như là khô, sạm màu, xuất hiện các vết nám, đốm nâu, nếp nhăn, ảnh hưởng đến vẻ bề ngoài và sự tự tin của chúng ta. Phương pháp nào hiệu quả trong việc cải thiện làn da từ lâu đã trở thành nỗi băn khoăn chung của nhiều người, đặc biệt là phái đẹp. Da yếu đi và sớm lão hóa do nhiều nguyên nhân. Bên cạnh độ tuổi, da lão hóa sớm do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, do di truyền, do các tác nhân từ môi trường. Hiểu được tình trạng lão hóa sớm ngày càng tăng hiện nay, thương hiệu Bellani đã nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm tinh chất dưỡng da Harumi, sử dụng các hoạt chất tự nhiên để làn da căng mịn, sáng bóng. Sản phẩm tinh chất dưỡng da Harumi có các hoạt chất khá nổi bật như, thứ nhất phải kể đến là hoạt chất vàng niacinamide. Hoạt chất này có tác dụng là phục hồi hàng rào bảo vệ da, hỗ trợ trong việc làm sáng da cũng như chống lão hóa da. Tiếp kể đến là dịch chiết oxen. Hoạt chất này thì sẽ hỗ trợ trong việc tái tạo này, rồi làm da của chúng ta mềm mại đàn hồi hơn. Tiếp theo phải kể đến là chiết xuất nọc ong, hỗ trợ trong việc tăng cường sản sinh collagen, giúp hạn chế các nếp nhăn. Và Giga White hỗ trợ trong việc làm sáng da, hạn chế đồi mồi, đốm nâu, tàn nhang. Mình sử dụng được một thời gian thì mình thấy da mình thay đổi rất là rõ rệt. Nói chung là tổng thể cái khuôn mặt đó thì nó được căng đầy mướt hơn và da thì đều màu. Và cái phần những cái nếp nhăn trên da và cái vết trên chim, đôi mắt và đặc biệt cả cái phần rãnh cười, nó cũng được cải thiện rất là rõ rệt và cái da mình trông nó đầy lên. Công việc của mình á, phải gặp gỡ này, tiếp xúc rất là nhiều khách hàng, đối tác, cho nên mình cần một ngoại hình nó chỉnh chu hơn. Và mình sử dụng tinh chất dưỡng da Harumi này nè, nó giúp mình á, xóa bỏ những nếp nhăn này, những vết chân chim nó mờ hẳn á. Và đặc biệt một điều á, da mình căng sáng và khỏe mạnh hơn. Sản phẩm tinh chất dưỡng da Harumi được sản xuất tại nhà máy đạt chứng nhận FDA Hoa Kỳ với máy móc hiện đại và quy trình sản xuất đóng gói nghiêm ngặt, được kiểm nghiệm lâm sàng và cấp phép lưu hành tại Việt Nam bởi Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Với sản phẩm tinh chất dưỡng da Harumi đảm bảo an toàn, chất lượng, thương hiệu mỹ phẩm Bellani hứa hẹn sẽ đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam bảo vệ làn da khỏe mạnh, tươi trẻ.